hôm nay ekip áo dài tiếng Trần đang có buổi làm việc tại trung tâm thành phố đã chuẩn bị cho chương trình lễ hội áo dài. Tuy rằng là lễ hội áo dài năm nay của chúng ta bị dời lại do dịch cúm, tuy nhiên thì ekip chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc, và đây là một trong những bộ sưu tập của chương trình lễ hội áo dài năm 2020. Và áo dài luôn là sự thu hút rất mãnh liệt, và nhất là đối với bạn bè quốc tế. Và đây là một trong những cái hình ảnh đây ạ. Mỗi lần đối với Tiên Hương thì khi mà mình mặc cái tà áo dài thì đây là một niềm tự hào, bởi vì ai cũng sẽ thấy là áo dài Việt Nam đẹp nhất, phù hợp nhất với phụ nữ Việt Nam, và luôn luôn thu hút mọi ánh nhìn, nhất là đối với bạn bè quốc tế. Họ tranh thủ đi bất kỳ những góc nào của áo dài Việt Nam. Xin chào cả nhà. Dạ đâu vâng ạ. Đây là những bộ trang phục chuẩn bị dự thi lễ hội áo dài của các cô giáo trường mầm non Vân Hương Vũ, do ekip áo dài tiến trình thực hiện. Dạ vâng ạ. Xin chào cả nhà. Xin chào.